Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại đến với một chủ đề có thể nói là rất thân thuộc với nhiều người, đó là lại nói về Hà Nội. Hà Nội thì có nhiều thứ để nói lắm con người văn hóa phong cảnh bởi vì đấy là một thành phố một thủ đô cổ kính nhưng hôm nay chúng tôi lại muốn mang đến cho các bạn một Hà Nội rất khác là một tình yêu Hà Nội qua ẩm thực của một người phụ nữ đã gắn bó cả cuộc đời mình với những sự tìm tòi nghiên cứu thể hiện cái tình yêu của mình một cách rất sâu đậm rất khác và chúng tôi muốn được giới thiệu với quý vị các bạn nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung à, xin được chào. À... Nhà báo có lẽ cho em phép em được gọi chị và và với Hà Nội thì người ta có nhiều cái để để nói lắm, để thể hiện về tình yêu của mình lắm. Và với chị thì đó là ẩm thực và em tin là không phải chỉ riêng ẩm thực mà còn nhiều thứ khác. Nó giống như là một cái mạch Hà Nội nào đó cứ chảy ở trong người chị mãi và nó cứ cứ cuồn cuộn như vậy đúng không chị? Ừ, xin cảm ơn Thảo Vân. Tôi là người được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và quê ngoại đấy thì nhiều đời ở Hà Nội rồi, nhưng quê nội thì cũng từ Hà Tây nhập vào thế và lớn lên ở trong khu phố cổ. Thành ra là có lẽ là tâm hồn tôi thấm đẫm những cái gọi là cái vẻ đẹp xưa cũ của Hà Nội và sau này lớn lên đấy thì tôi lại được đi học và học của ở trường Lý Thường Kiệt là được học của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc ừ. và cũng rất là vui là được ông nhận là con đỡ đầu à, và cái mạch mà để đi về nghiên cứu văn hóa dân gian của tôi là có lẽ là hình thành từ những năm tôi học cấp 2, cấp 3 phải nói là những cái hình ảnh um, áo dài Hà Nội này, hình ảnh những cái hội trợ thiện nguyện này, ngày xưa gọi là hội trợ từ thiện đấy, à, rồi thì hình ảnh những cái bữa cỗ trong những cái um, những cái chuyện ngắn rồi chuyện dài của các nhà văn tự lực văn đoàn đấy, thì nó hiện lên vô cùng sinh động. Cái căn bếp nhà tôi đấy luôn luôn là um, có hương thơm của những cái món ăn à, dân dã thôi, nhưng mà đậm hương vị gia đình. Ví dụ như là canh dưa nấu tép chẳng hạn. Ừ. hay là những cái món cá kho, hay là những cái món mà hiện nay mà um, có thể là uh, những người Hà Nội uh, thế hệ trẻ um, không không hề được biết. Thí dụ như là cái giải khoai uh, kho kho xấu uh, kho, hoặc là ôm mẻ hoặc là những cái món nộm rất là ngon như nộm dưa gang chẳng hạn. Ừ. Uh, thí dụ như thế rồi uh, những cái món ngày Tết như là món mọc vân ám, món hạnh nhân xào chẳng hạn. Thế là là là, là um, bây giờ hầu như bị mai một. À, thế cho nên rằng là về sau này tôi đi làm lại được về đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chuyên theo dõi cái mảng là mảng văn hóa văn hóa xã hội và chuyên về văn hóa cho nên là tôi lại càng có cái điều kiện để tìm hiểu về văn hóa Hà Nội à, và đặc biệt là cái lòng say mê về văn hóa ẩm thực qua những áng văn của những cái nhà văn nhà thơ rồi những cái người mà viết báo ngày xưa đấy à, thì càng được nghĩa là thẩm thấu và nó như một cái dòng chảy nó không ngưng nghỉ và nó thôi thúc mình là thấm nhận và làm sao mà lan tỏa được ừ. cái, cái tình yêu văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng của hà nội ừ. đến với các khán giả và tôi cũng tham gia viết báo và viết tạp chí thì tôi nghĩ là mình đã góp phần bé nhỏ của mình để lan tỏa cái tình yêu văn hóa hà nội rồi lan truyền những cái nét tinh hoa của ẩm thực Hà Nội đến với lại đông đảo bạn bè trong và ngoài nước. Chị thấy là cái đặc trưng của ẩm thực Hà Nội ấy, so với các vùng khác thì nét đặc trưng nhất nó là gì ạ? Dạ, ẩm thực Hà Nội thì có lẽ em cũng không phải là tự Hà Nội mà có được à, ẩm thực Hà Nội chính là cái tinh hoa của ẩm thực các miền quê ừ. và um, cái lý do là bởi vì là những người con ưu tú của khắp miền đất nước đã tụ hội về hà nội học tập này sinh sống lập nghiệp này sinh con đẻ cái phát triển thế hệ gia tộc ở hà nội rồi thì đem những cái miếng ngon của những cái vùng quê đến hà nội và người hà nội qua nhiều thế hệ thì lại bắt đầu là có thể là học hỏi những cái món ăn của các miền quê và gia công chế biến thêm những cái gia vị rồi thì cách nấu nướng cái cách mà gọi là chế biến để cho nó được ngon lành hơn, tinh sành hơn và lịch lãm hơn. Tôi thấy là những người phụ nữ ngày xưa như mẹ tôi, như dì tôi vô cùng chăm chút đến bữa ăn của gia đình. Một ngày có thể là đi chợ đến hai lần, chợ sáng và chợ chiều. Và cho nên là cái, 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 cái câu gọi là nhất cận thị, nhị cận giang ấy. Thì tôi thấy là vô cùng là đúng đấy Thì mẹ tôi chốc lát là lại có thể chạy ra chợ để mua được những món đồ tươi ngon nhất bất kể là à, phải là tốn công tốn sức như thế nào thiếu một thứ gia vị nào là cũng cũng không không hài lòng muốn cho chồng con được ăn những cái miếng ngon đầy đủ nhất mặc dù là có thể là từ những nguyên liệu rất đơn sơ à, con giảm này con nhộng con cua à, con tét nhưng mà chế biến một cách rất là công phu tinh tế à, rồi cái cách thức nấu nướng của Hà Nội thì ngày xưa là có bếp củi sau đến là bếp than, sau đến là bếp dầu rồi thì sau nữa mới là bếp ga, bếp điện từ. Thế thì so với người nông thôn ấy thì có một cái phong tục là tôi thấy ở nhiều miền quê tức là đàn ông chủ yếu là người chế biến. Sau đó là cho tất cả vào một cái nồi, sau đó là người đàn bà ngồi đun rơm cứ đun đùng đùng thôi. để tất cả gia vị nguyên liệu ở trong ấy tất cả rồi và đến lúc bê ra là có thể ăn uống luôn được. Nhưng Hà Nội thì có thể là kiểu cách hơn, vẽ vời hơn. À, thí dụ như là sóc ướp cái này này. À, thế rồi thì để đã bao lâu cho nó ngấm này. Thế rồi thì dán cái nọ à, xào cái kia để cho gia vị từng lớp từng bước. Thí dụ như thế thì đến lúc mà những cái món ăn nó cũng gọi là nó được ngon lành hơn, à, nó, nó có đầy đủ ngon. gia vị hơn, tinh tế hơn, tinh tế hơn. <laughs> chứ còn cái đặc trưng của ẩm thực Hà Nội ý, thì tôi nghĩ là vẫn là những món ăn xuất phát từ các vùng quê. Vâng. Thế về sau Hà Nội mới có những cái món ăn à, nó có xuất phát từ cỗ tiệc. ví dụ như là nấu vây, nấu bóng, rồi xào hạnh nhân thì tôi tôi nghĩ là những cái món ăn của Hà Nội. Dạ, vâng, dạ. à, Chị cũng dành thời gian nghiên có một, như một số món ăn mà được coi là gọi là những món cổ của Hà Nội dạ. mà chị cũng dành thời gian nghiên cứu nó và phục cổ. Những món à. ăn đó chẳng hạn như là uh, măng mực bát tràng Ngày trước có một giai đoạn dài em thấy mọi người không đã ăn món đó Nhưng bây giờ bắt đầu trở lại dạ, vâng. thấy được ăn cái món măng mực bát tràng à. Em nghĩ rằng đây cũng, cũng quả thật là một món rất đặc biệt ừ. Hay là bánh nhót chiều khúc ừ. uh, hay là gì nữa nhỉ Một số những cái món ăn cổ hay là chẳng hạn như vịt là Vịt giấm ghém uh, Vâng, vịt Và giấm ghém này nộm tép rồi, giang Nộm tép ừ. giang rồi đấy rồi thì Những cái uh, món đó thì đây có phải bồng, là của đồng. Hà Nội thật sự không ạ à, Dạ thì như tôi đã nói với Thảo Vân đấy, tức là những cái món ăn gọi là Hà Nội thì vẫn là xuất phát từ các vùng à, quê à. đấy, chứ không phải là 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 về sau này Hà Nội có những cái món ăn à. như tôi vừa kể, nhưng mà được Thảo Hà Nội đã chế biến lại, à, theo chế biến lại cách của, mình. Theo và, cách của mình, và cuối cùng thành món của Hà Nội, thành món của Hà à. Nội đấy. À, thì cái quá trình ấy thì um, có lẽ là tôi um, cũng cũng được biết về thí dụ đi các vùng quê nghiên cứu điền dã thì thí dụ những món măng mực bát tràng ấy thì nấu được thì vô cùng công phu wow. uh, công phu lắm và bây giờ cũng khó ai nấu được như người bát tràng uh, các bạn có thể đi sang chợ hố bát tràng và bắt gặp những người đàn bà vừa bán hàng vừa lấy kim băng kim băng để tước những cái sợi măng ấy ra ừ. và những cái sợi măng ấy được chế biến như nào từ những cái văng măng vầu nhưng mà cắt phần đuôi và cắt phần đầu đi chỉ lấy phần bánh tẻ thôi và người ta phơi khô phơi khô đã đành sau đó người ta ngâm nước hơi ẩm ẩm sau đó người ta để cho hơi xe xe và người ta lấy kim băng lấy dao lạng mỏng và lấy kim băng tước và sau đó người ta lại phơi trở lại và nếu mà thảo vân trông thấy thảo vân sẽ vô cùng cảm động vì nó như là một bó tơ một bó tơ tầm tôi vô cùng ngưỡng mộ những người đàn bà bát tràng và người ta nấu à, bằng cái cách là um, nước tôm he nước gà à, sau đó là xào cái, cái, cái măng sau khi đã tẩm ướp ấy, với lại cái um, mực mực cũng được tẩm ướp rồi thì chế biến rất tinh tế à, người ta mới uh, lấy đoạn giữa của con mực mực xứ thanh hóa rất là nổi tiếng mà nó là con mực vừa phải ấy. thế người ta nướng lên À, tẩm rượu nướng lên nó rất là thơm sau đó đập nhỏ xé bông ấy và xào với lại thêm cả cái thịt than lợn à, người ta đem hấp hấp lên rồi người ta xé người ta rang sau đó mới xào thế rồi thì cho lẫn vào cái măng mực ấy rồi dùng nước tôm he và nước nước gà chan vào à, cho nên là nếu một cái bát măng mực ấy thì nó là cái gọi là nó là đỉnh cao cũng vâng, rất nghệ là thật nấu nướng vâng. à, và những người phụ nữ bát tràng thì cũng lưu lại những cái món ăn của người hà nội ừ. mà truyền lại cho con cháu và đấy là những cái đỉnh cao dạ. cái không chỉ là măng mực mà còn là cách làm cái món su hào xào mực của bát tràng rất là kỳ diệu rồi à. những cái món nộm rồi dạ. món bóng cũng rất là kỳ diệu thế và thì um, cái làm bát tràng ấy thì vẫn là một làng nghề cho dù đến lúc khó khăn nhất người ta vẫn có điều kiện uh, kinh tế để có thể nấu những cái bữa cơm ngon những bữa cỗ ngon thế thì có một cái câu là sống làm trai bát tràng uh, chết làm thành hoàng làng cư kỵ thì trai bát tràng thì đã, đã đành là một phần là uh, đi sâu vào tìm hiểu ở làng người ta nói là tài hoa làm nghề đấy làm gốm làm xứ thế nhưng mà có một cái tài một cái nữa được tôn vinh nghĩa là trai bát tràng được ăn ngon à. đấy uống rượu ngon dạ. vì có những người vợ đảm đang dạ. và những người đấy là lưu giữ những cái tinh hoa của ẩm thực Hà Nội Đúng. ẩm thực tinh thành Thăng Long dạ. à, Tôi còn uh, trong những cái căn bếp cổ của người Hà Nội như của gia đình tôi thì uh, những cái năm hòa bình uh, dư giả nó qua đi rất nhanh và cái thời thơ ấu của tôi là ở thời bao cấp chiến tranh thì uh, cái nghệ thuật của người Hà Nội Uh, là chế biến những cái món uh, gọi là vô cùng là đơn sơ mà lại thành ngon lành. Thí dụ như ngày xưa bột mì thì uh, được hòa với một chút trứng, một chút bột nghệ để tráng lên thành những món bánh cho con hay là um, kể cả ngô chẳng hạn cũng thời ăn độ ngô đấy thì uh, các mẹ tôi mới dì tôi là xay ngô ra làm bạch đúc làm bánh cuốn trông rất là hấp dẫn À, vàng, rồi thêm một tí hành xanh rồi tí hành khô nữa trông tuyệt diệu lắm Khi mọi người du khách xa gần, khi đến Hà Nội rất là muốn được thưởng thức những món ăn của Hà Nội bởi vì nó nó gọi là tinh hoa đấy ẩm thực Hà Thành đấy ừ. à, cũng là một bát bún riêu như ăn một chỗ khác nó khác, ăn tại Hà Nội nó khác nó cứ tinh tế tới từng cái gọi là cọng rau sống ừ. vâng và, và trong cái quá trình mà khi mà chị gọi là phục cổ những món ăn như thế và như chị tả cái món ừ. gọi là mực bát tràng chẳng hạn ừ. thì mọi người mới thấy rằng là quả thật nó là công lao nó là văn hóa nó là tình yêu ấy. Ừ. thấm đẫm trong những cái món ăn như vậy nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng là cuộc sống thì thôi phát triển quá hiện đại quá nhưng mình thì lại cứ lặng lẽ đi về tìm trở lại những cái món ăn rất là cổ xưa và mình gọi là phục lại nó xây dựng lại nó thì có một chút gì đó có sợ là rồi nó lạc hậu không và rồi mọi người có liệu có ủng hộ không hay là mọi người sẽ lại bỏ qua đi và hướng tới những món ăn nó phù hợp với cuộc sống hiện đại hơn À, đúng thế cuộc sống bây giờ có rất là nhiều trào lưu rất là nhiều xu hướng và các bạn trẻ thì đang phân đấu trở thành công dân toàn cầu và cái việc các bạn biết biết những cái món ăn của nước ngoài và thưởng thức được cái ngon cái đẹp và sự tinh tế của những cái món ăn nước ngoài hiện diện tại hà nội thì cũng 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 là điều rất hay chứ đấy mà cũng là một chứng chứng tỏ là một cái vị thế của con người Việt Nam trong cái um, gọi là toàn cầu hóa này cũng rất là đáng nể. Thế thì ở đây chúng ta có thể thưởng thức được là um, pizza Ý này, thế rồi thì salad Nga này, thế rồi những cái món vịt quay Bắc Kinh chẳng hạn hoặc là những cái um, lẩu Thái Lan, thế rồi thì uh, lạp của của Lào chẳng hạn thì tôi cho đấy là một niềm tự hào. Của người hà nội nhưng chính vì thế thì có thể là rất là sợ rất là sợ là mai một dần đi những cái gọi là những cái nét đẹp của cái ẩm thực hà thành và cũng rất là đáng tự hào cái ẩm thực của hà thành ẩm thực của dân tộc việt nam thì như một nhà báo nước ngoài đã nói rằng nếu như trung quốc đã trở thành một cái công xưởng của thế giới thì việt nam nên trở thành căn bếp của thế giới có nghĩa là ông cũng nhận thấy và không chỉ ông có rất nhiều người khác đã nhận thấy ẩm thực việt nam có những cái đặc trưng mà rất là hay mà rất đáng được tôn vinh, rất đáng được lan tỏa. À, tôi chỉ nói riêng như ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Hà Nội thì so với món ăn các nước mà tôi đã từng đi qua gần 40 nước và đi qua như Trung Quốc là tôi có rất nhiều là cơ hội đi qua thì tôi thấy là cái đặc trưng của ẩm thực dân tộc Bình và đặc trưng của ẩm thực Hà Nội là nó rất là thanh. Tức là những cái món ăn rất ít dầu mỡ, ít đường và ít mặn ấy chứ các món ăn như ăn liền các bạn thấy như là khoai tây rán chẳng hạn rất mặn mà như thế là rất là hại cho sức khỏe rồi các món ăn tàu thì nó nhiều dầu mỡ và nó nhiều 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 đường cũng không tốt cho sức khỏe thế thì rất là nên rất là nên là Uh, siêu tầm, uh, nghiên cứu và mặc dù tôi cho rằng là một thời này chúng ta có thể bỏ qua nhưng mà hiện nay cũng đã xuất hiện một xu hướng là muốn trở lại những cái món ăn uh, cổ của Việt Nam, của Hà Nội uh, và tôi có thể là đặt niềm say mê của mình vào đấy uh, đến chọn đời không hề hối tiếc. Chị có cái chăn trở băn khoăn gì trong cái con đường mà chị đi phục cổ lại những món ăn như vậy? À... Uh, Thực ra thì tôi cũng có chăn trở một điều mà xuất phát ngay từ gia đình tôi chẳng hạn. Thí dụ thế, tôi về làm một bữa rỗ chẳng hạn, đấy, bữa liên hoan, tôi cũng làm những món cổ truyền. Nhưng cháu ngoại tôi, nó đỡ hơn 10 tuổi thì mẹ nó đem nó sang và đem luôn một cái hộp cơm nhật. à Thế và nó ngồi ăn với cá sống với lại những cái rau cái gì đấy mà rất đắt nhé, 135 000 nghìn tôi nhớ rõ lắm. Thế trong khi hồi bé thì nó rất thích ăn những cái món mà tôi nấu, canh dưa này rồi những cái món mắm, mắm thép chẳng hạn, rất thích nhưng lớn lên thì lại bắt đầu lại thích những cái thứ đồ ăn liền như tất cả trẻ con khác, xúc xích này rồi thì gà rán KFC này pizza ra ấy nó là một thực tế nhưng mà không thể nào mà 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 tránh được cái xu hướng ấy. Rồi thì bây giờ tôi rất đau lòng khi cái món bún đậu mắm tôm ở ở Hà Nội lại được kèm theo cả chả cốm. Trời ơi thương vô cùng cho món chả cốm ở Hà Nội. một cái thứ gọi là món ăn mà tinh tinh tế như thế, thảo thơm như thế mà lại bị ghép vào tôm. chấm mắm Bà. tôm thế rồi thì một cái bát uh, uh, bún riêu của Hà Nội bây giờ đâu chỉ có thanh cảnh là gì gồm có rau diếp thái nhỏ với rau thơm để ăn bún riêu cùng lắm là thêm mấy miếng đậu rán không bây giờ họ cho cả thịt bò cho cả trứng vịt lộn cho Rò. cả giò tai vâng, nghĩa nhiều là theo ạ. như ngôn ngữ của bạn trẻ rất là nhiều topping Full topping đấy, ôi thật là thật là kinh hoàng à, và nếu mà tôi nghĩ là khách du lịch hoặc là um, khách nước ngoài đến Hà Nội mà được giới thiệu những món ăn như thế theo những cái bản đồ ẩm thực mà họ tiếp cận trên internet thì thật là đau khổ cho 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 người Hà Nội nếu mà biết những cái món ăn như thế được ghép một cách tả phí lù như thế rồi cần nem rán họ cũng cho vào ừ thôi tôi nghĩ rằng là đành dòng bún bún đậu mắm tôm mình có thể ăn với lòng với thịt lợn uh, luộc lòng luộc thì vì nó cùng một cái nước chấm là 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 mắm tôm nhưng mà làm sao có thể ghép nem rán với lại chả cốm và bún đậu mắm tôm rất là đau lòng thế rồi bây giờ ngày xưa người hà nội ăn bánh giò rất là thanh cảnh nhưng bây giờ người ta ăn bánh giò với xúc xích rồi thì với à, tư ớt rồi thì với rất nhiều thứ khác giò chả thì thì làm sao mà cảm nhận được cái cái hương thơm của lúa đồng mới gặt hương thơm của à, cái miếng thịt nạc băm thái ra trộn cùng mộc nhĩ hạt tiêu được được ủ ấp trong cái, cái 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 bìa bánh mỏng tang trong suốt như thế ăn nó là một món quà vô cùng thanh cạch uh, của 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 người hà nội thế hoặc là um, bây giờ thì um, họ có thể là nấu um, uh, rất là nhiều gia vị hoặc ướp rất nhiều gia vị một cái uống chả uống chả hà nội ngày xưa những cái miếng chả ướp chỉ có hành khô nước mắm hạt tiêu nhưng bây giờ người ta cho vào rất nhiều thứ kể cả dầu hào kể cả xả thế là một cái cái món nướng nó lên nó cũng nó lại na ná giống giống như những cái món mà ta ăn trong buffet hoặc là những cái món mà người ta độn rất nhiều những cái nguyên liệu thực phẩm mà lai căng ở nước ngoài vào ấy tôi thì những cái món ăn mà có lần tôi đi ăn một cái món ăn gì trong món cổ Hà Nội mà người ta lại cho bơ vào. Ôi thì 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 tôi vừa ăn một cái món trong cái một cặp cưới gần đây mà tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Thế thì đấy là một cái thứ mà nó xa lạ với ẩm thực Hà Nội nhưng mà tôi tin rằng là cuộc sống có những cái sự sàng lọc nhất định và bây giờ có rất nhiều bạn trẻ là rất là ham thích những cái món ăn cổ của Hà Nội và tôi rất là sung sướng ở trên trang Facebook Hà Thành Hương sự vị cũ của tôi các cháu mới thành lập cho từ khoảng giữa năm 2021 đến nay đã có khoảng độ gần 5.000 thành viên thì hôm nọ mới có một bạn khoe với tôi rằng là cô Nhung ơi nhờ món ăn cô giới thiệu ở trên Facebook mà cháu đã làm được món vịt giấm ghém và hôm nay chụp ảnh khoe cô đây thì bạn ấy chụp ảnh và làm món ăn trông đẹp vô cùng như là như kiểu như uh, foodstate kiểu là chuyên nghiệp đấy và tôi rất là ngưỡng mộ thế rồi thì nhiều bạn mà khi tôi đăng những bài mắm tép đồng quê thì các bạn được hưởng lại những cái hương vị khi những món ăn khi xưa cha mẹ được sống ở tôi nói về tết cơm mới về hay là bánh nhót chiều khúc như nãy thảo vân nhắc đấy thì bây giờ chỉ lưu truyền làng chiều khúc nhưng mà bây giờ nhiều người thấy rằng bánh nhót chiều khúc cũng rất là hay trong cái dịp mùng 3 tháng 3 là cái nhân nó có lạc giang rồi nước đường đỏ và nó được xào trong mật cho nên nó rất là ngon thế rồi các bạn lại cũng có sáng kiến ở hội đầu bếp phật ra thì làm những cái bánh nhót mà pha những cái phẩm màu thực phẩm đấy thành ra là cái bánh nhót có cả bánh nhót đỏ bánh nhót xanh đấy. bánh nhót vàng đó giống như là một cái dàn nhót lại hơn ông cha mình ở, ở cái đấy thì tôi nghĩ là một sự tiếp thu nó có lý đấy. thế còn những cái sự tiếp thu vô lý thì tôi nghĩ rằng về sau nó cũng có, có sẽ sẽ có sự hàng lọc và cái tôi nghĩ rằng là mỗi người trên đời sinh ra đều có một cái sứ mệnh riêng gì đó không kể là một người là ở tầng lớp nào thì thì tôi nghĩ rằng là mình phải có tôi nói đến sứ mệnh nó hơi cao nhưng mình phải có trách nhiệm phải có bổn phận lưu giữ lại những cái tinh hoa văn hóa ẩm thực Hà Nội và có thể là lan truyền tới thế hệ trẻ ta nên là phát huy những cái nét đẹp của ẩm thực Hà Nội và tôi không hề băn khoăn trước những cái gọi là những cái trào lưu hiện nay đâu. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ có sự sàng lọc nhất định. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhà báo Vũ Thị Thích Nhung đã chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng như chị Nhung có nói dùng đúng từ sứ mệnh quả thật là không lớn đâu, nó đúng là như vậy. Bởi vì nếu không có những người như chị Tuyết Nhung, như nhiều con người khác đang rất lặng lẽ nhưng mà đầy tâm huyết, ấy, thì chúng ta e rằng một ngày không xa những cái nét tinh tế, những tinh hoa ẩm thực đó nó sẽ mất đi cùng với tháng năm. Và nhờ những con người như vậy thì chúng ta mới có cơ hội được thưởng thức những cái điều tuyệt vời như thế, được thưởng thức và được hiểu hơn về văn hóa, về con người, về tình yêu qua những món ăn ngập tràn cái hương sắc của Hà Nội như vậy cảm ơn chị và chúc chị sẽ còn tiếp tục tìm được thêm những cái món ăn cổ để tiếp tục phục cổ và cho nhiều bạn bè được biết đến cho nhiều người được biết đến và cảm ơn quý vị đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi hôm nay nếu như có thể hãy cùng với chúng tôi đi tìm lại những món ăn rất hà nội để chúng ta hiểu rằng tại sao nó lại có thể chiếm được tình yêu của mọi người đến thế cảm ơn quý vị và các bạn cảm ơn chị ừ. xin cảm ơn thảo vân xin cảm ơn quý vị khán giả